Mình tới giờ đây. Úi, có cả Ngộ Không bắn luôn. Ngộ Không giam ba, Ngộ Không chạy đi đâu? Lên vào điểm số. Ui giời ơi. Nó ở cái tầm. Xin chào tất cả các bạn, mình sẽ các bạn vài phút để có thể giới thiệu đến cho tất cả các bạn, đó là shop GTVN. Như các bạn biết thì shop GTVN là shop chính chủ của mình, vậy nên các bạn yên tâm về độ uy tín chất lượng. Và đây là nếu như các bạn nào muốn mua tài khoản liên quân, muốn thử vận may hay là muốn ủng hộ mình thì các bạn nhớ ghé qua shop GTVN. Và để tránh gặp phải tình trạng lừa đảo, các bạn hãy truy cập xuống phần mô tả cho những click của mình. Ấn vào đường link đầu tiên dưới phần mô tả, các bạn sẽ bay thẳng đến shop chính chủ của mình là thôi, đó là shop GTVN nhé. Đây là tên miền đây này, các bạn truy cập xuống phần mô tả cho những click của mình, ấn vào đường link đầu tiên là các bạn sẽ bay thẳng đến shop của mình mà thôi. Ok, bên shop của mình đang có rất nhiều chương trình ưu đãi, ví dụ vòng quay miễn phí mình đã giới thiệu cho mọi người về cách chơi rồi. Ở đây ví dụ vòng quay miễn phí thì như các bạn cũng quan sát qua thì các bạn nạp 50k các bạn sẽ nhận được một lượt comment phí, 100k nhận được hai lượt comment phí, 300k 6 lượt comment phí này, vân vân. Và hiện tại mình nạp 120k, 120k thì mình sẽ nhận được khoảng tầm 2 lượt comment phí. Mình sẽ test cho tất cả các bạn. Phát quay đầu tiên để xem ra gì nhá. Ở đây thì đã có rất nhiều bạn quay được này. Đấy, phát quay đầu tiên mình sẽ ra được 100 quân uy đó. Quay không mất tiền chúng ta sẽ được quân uy, và phát quay thứ hai chúng ta sẽ được một quân uy các bạn ạ. Thôi, nói chung là đây là quay miễn phí và không mất tiền, chúng ta vẫn được quân uy thì ngại ngần gì mà chúng ta không tham gia đúng không? Ngoài ra bên shop của mình còn có vòng quay bóng đá nha. Vòng quay bóng đá đang được giảm giá 50%, lát nữa mình sẽ test cho mọi người. Tiếp tục mình sẽ giới thiệu cho mọi người, nếu như các bạn nào muốn mua ạc liên quân trắng thông tin 100% thì các bạn có thể vào đây. Muốn thử vận may liên quân 9k, 10k, 50k, 100k thì các bạn có thể vào những mục như thế này nhá. Ok, tiếp tục vòng quay bóng đá đang được giảm giá từ 20.000 đồng xuống còn 10.000 đồng mà thôi. À, và các bạn qua xem qua đã có rất nhiều bạn tham gia và nhận được rất là nhiều phần quà hấp dẫn rồi. Bây giờ mình sẽ test cho mọi người phát quay đầu tiên với 10.000 đồng xem chúng ta sẽ nhận được cái gì nào. Phát quay đầu tiên. Ui. Cái gì vậy? Phát quay đầu tiên 10.000 đồng, 1.000 quân uy đúng các bạn ạ. Phát quay thứ hai. Trời ơi. 500 quân uy không tin nổi, phát quay thứ ba. Ui. Phát đầu tiên mà đã như thế này rồi. 500 quân uy phát thứ tư. Xem ra đi nào. Nổ. Trời ơi, mình hô nó nổ lên này, trắng quân uy thế này. Nào, phát quay thứ năm. Nổ. Thôi bỏ đi các bạn ạ, lúc đầu mình đang hên thì mình quay tiếp may, ngờ lúc mình đen rồi thì mình nên dừng lại. Các bạn có thể ghé qua shop mình ở đấy để có thể thử vận may nhé. Nhưng mà tính ra phát quay đầu tiên mà ra được 1.000 quân uy luôn là quá hên các bạn ạ. Đấy, ở đây thì các bạn nhìn thấy này, có rất là nhiều bạn cũng tham gia được rồi đây này. Ok, đây là vận may trên shop cờ từ chủ viên của mình nha. Là ngẫu nhiên, có lúc chúng ta hên, có lúc chúng ta xui thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Người xưa có câu gừng càng già càng cay và chai càng ... hay điền vào chỗ chấm. Ngày hôm nay mình xin đem đến cho tất cả các bạn sức mạnh của Moren. Nhìn chung thì Moren cũng có tuổi rồi, cũng không còn trẻ trung nữa. Vậy nên với gừng càng già càng cay để xem Moren leo danh có còn được bá đạo hay không thì các bạn hãy cùng theo dõi. Hiện tại thì mình có quan sát qua thì team bạn xâm nhập vào rừng team mình rất đông. Có lẽ là mình sẽ cần phải di chuyển vào để hỗ trợ cho team, chứ không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ được. Ui là trời, đông thế. Có cả Mina thì Mina trâu quá, mình bắn Mina như kiểu mối đốt inox vậy, không ăn thua luôn. Đồng đội của mình đâu rồi, cố gắng vào giữ chân cái con, cố gắng giữ lại bùa xanh đi. Tuyệt vời, thế là Murat giữ lại được bùa xanh rồi nha. Như thế này là thành công rồi các bạn ạ. Nhưng mà mình thấy qua team bạn vẫn còn đông, gọi thêm cả gấu béo Zuka như thế này thì chịu ơi. Chịu hẳn rồi. Ui ôi, em có tốc biến, tí nữa thì chết các bạn ạ. Sợ quá cơ. Team bạn đổ bộ vào cướp rừng, chưa gì team mình đã có một cái tuổi thơ vô cùng cơ cực như thế này rồi. Bây giờ có cả Omen, chắc có lẽ mình sẽ ở lại để hỗ trợ cho Omen. Ở lại để bắn thôi. Một mạng đầu tiên dành cho mình quá thơm các bạn ơi.
thừa thắng xông lên, dăm ba tin bạn. Tầm này thì chuyện gì xảy ra vậy? Ủa? Đúng là tề thiên đại thánh, thoát ẩn thoát hiện, giật cơ mình. Nó xuất hiện một cái nó gõ mình lên bảy điểm số luôn rồi. Vừa xong thì mình cũng hơi húng quá. Căn bản mình thấy qua team bạn đang chạy theo tour, thế là mình truy xét, ai ngờ có Ngộ Không nó tàng hình, nó gõ lúc nào không biết luôn. Ở thời điểm đầu game, khi mà các bạn quẩy vị tướng Moren, các bạn cảm thấy các bạn bắn không ra sát thương, bắn rất là yếu, thì các bạn đừng quá nản nhá. Bởi vì đây là chất tướng late game mà. À, gia đình đại sư cơ khí thì các bạn biết rồi, hầu hết đều là chất tướng late game thôi. Mina băng trụ, dùng chiêu 2 bắn bật vào trong trụ như thế này và một bé nữa ra đi. Uầy, kiếm mạng dễ dàng thế nhở. Team bạn cứ băng trụ thoải mái đi, để cho mình kiếm mạng như kiểu của Mina thì cực kỳ đơn giản. Bây giờ có cả chiêu cuối trong tay rồi nhá. Đấy, đầu game không ăn được mạng hoặc là như thế nào, các bạn cố gắng tập trung farm đừng nản. May mắn là trận đấu này mình ăn được 2 mạng thời điểm đầu game rồi, vậy nên là trận đấu này mình cũng có thể late game được sớm hơn. Build đồ dành cho Victor Moren thì mình sẽ lên đồ như sau. Trang bị đầu tiên mình sẽ lên đó là giày du mục, ngoài ra sẽ là thánh kiếm, rồi đến sao đạp rồi đến cung đâu, rồi đến diệt thần cung, rồi đến cung tà ma, và trang bị cuối cùng sẽ là trang bị giáp bộ mạnh nhá. Đây là về build đồ các bạn có thể áp dụng theo. Nào, mình tới mình hỗ trợ đồng đội đây, cứ giữ vị trí thôi và sau đó chúng ta bắn. Mình xin tiếp một mạng nữa, 175 vàng, cứ có mạng là ăn liền, cứ nuôi béo mình đi. À, với cái trang bị diệt tấn công thì mình chỉ cần lên trang bị diệt tấn công là mình không cần phải lên kiếm Muramasa nữa nhá. Bởi vì là trong trang bị diệt tấn công mình cũng đã có chỉ số xuyên giáp rồi, cũng như là mình sẽ có được cái lực công vật lý và tốc đánh. Đấy, Moren chúng ta cần đó là trí mạng này, rồi xuyên giáp này, rồi khả năng hút máu nữa và tốc đánh nữa. Đấy, đấy là những cái chỉ số mà các bạn sẽ cần phải quan tâm. Cứ farm và cứ thăm ngàn thôi. Tranh thủ ép luôn cái trụ này nha. Ui, giật cơ mình, trời ơi, Ngộ Không đập mình 2-3 phát không ăn thua luôn. Ngộ Không vừa xong là đối đầu và đập với một vị tướng được mệnh danh là xạ thủ châu nhất liên quân. Hơi đen cho Ngộ Không. Moren là chất tướng châu hơn so với các vị tướng xạ thủ bình thường. Đấy, các bạn nhìn thấy qua thời điểm đầu game vạch máu mình nó cũng đã dày rồi. Và ngoài ra thì trận đấu này mình không có lên đồ thủ đâu. Chứ còn nếu như mình lên đồ trôn lên full thủ chắc là Ngộ Không đập gãy cả gậy mất. Thôi thì cứ đánh về late game đi để xem ai mạnh hơn ai. Bởi vì Ngộ Không cũng late game mà Moren cũng late game. Moren late game thì có thể cân 2 cân 3. Bây giờ mình sẽ núp bụi nha để chờ đợi xem. Hiện tại này thì phải chờ lính lên. Và không biết có ai di chuyển qua chỗ này hay không. Mình thì mình cảm thấy vui bởi vì là có Alistair đứng bên cạnh. Khóa nó vào, tuyệt vời, bây giờ dồn đam thôi. Nào, một bé nữa ra đi, trời ơi, việc nhẹ lưng cao. Ngộ Không đâu rồi? Vừa xong thì bóng dáng Ngộ Không ở bạn ấy không dám đánh mình nữa rồi. 4 mạng rồi nha. Thế này thì thôi, chúng ta lấy luôn cái trụ này thôi, chứ còn Ngộ Không là bỏ trụ rồi. Đấy, chất tướng team mình thì các bạn quan sát qua, có Omen là cũng đủ cứng cáp rồi. Có Alistair đi theo mình, nếu mà như Alistair mà đi theo mình từ đầu đến cuối trận đấu thì mình nghĩ là chả có ai động được vào mình đâu. Hiện tại thì như các bạn biết thì trong gia đình đại sư cơ khí chúng ta có sự xuất hiện của rất là nhiều các vị tướng. Ví dụ Moren này là chùm rồi. Đấy, ngoài ra chúng ta có Silica, rồi có Cavani, có Whit này, rồi có Mark này. Đấy là những gia đình đại sư cơ khí. Úi, có Ngộ Không, có cả Zuka. Tình hình chuẩn bị đánh nhau sức đầu mẻ chán rồi. Từ từ Murat ơi, Ngộ Không thì chạy mất dép luôn. Ô, Zuka này, xử lý Zuka cái. Zuka ảo tưởng sức mạnh, lên 7 điểm số. Chả hiểu sao Ngộ Không team bạn thì chạy mất dép, còn Zuka thì lao vào. Cảm giác team bạn đánh không ăn ý một chút nào. Đường trên thì đang có Hayate. Bây giờ team mình sẽ lên và truy sát Hayate nhá. Nhưng mình nghĩ là Hayate cũng chạy về rồi, chứ còn làm gì có chuyện ở lại. Mà được cái Alistair đang ne như thế này để mình ra hỗ trợ cho Alistair. Mình tới giờ đây. Úi, có cả Ngộ Không, bắn luôn Ngộ Không, giam ba Ngộ Không, chạy đi đâu. Lên 7 điểm số. Tuyệt vời, khi mà Alistair team mình lên cái mắt phát hiện tàng hình, vậy nên là vừa xong Ngộ Không không chạy được luôn. Trong cái phiên bản cập nhật bổ sung này thì hiện tại vị tướng Moren không hề có sự thay đổi sức mạnh nha. Nhưng mà mình cảm thấy qua là Moren ít khi xuất hiện trong những trận đấu danh quá, mặc dù cũng là một vị tướng xạ thủ châu khỏe. Cơ động cũng có đấy, đâu phải không cơ động đâu. Riêng chưa một các bạn bật lên các bạn cũng đã cơ động rồi. Các bạn không chơi vị tướng này, mình đoán lý do là chắc các bạn nghĩ vị tướng này tù và vị tướng này late game hơi lâu, vậy nên là các bạn lười chơi. Bây giờ mình sẽ ra và bắt luôn Zuka nhá. Zuka có quả cầu bất tử. Ui dồi, khổ thân và Zuka. Bốc hơi mình có mạng hỗ trợ. Team mình có Alistair thì đi ganh thì team bạn chạy được đi đâu. Nào, tiếp tục ra hỗ trợ cho Murat này.
Đấy, Murat cẩn thận nha. Tim bạn không dám chơi nữa rồi. Ngộ Không đâu rồi? Ê, Ngộ Không đi rồi. Hello Ngộ Không, cho em xin mạng 200 vàng ngọt sớt. Ui dồi, bây giờ mình mới đẩy qua tim bạn có ăn được 2 mạng thôi các bạn ạ. Thọt quá. Tranh thủ mà ép luôn cái trụ đường giữa nha. Khi mà lợi thế như thế này, hơn được nhiều mạng hạ gục như thế này để xem team bạn ai thủ không. Cứ lấy trụ đường giữa thôi, hay quá Alter ơi. Mình hỗ trợ bạn cho, thấy có mạng hỗ trợ luôn. Mỗi lần Alter sử dụng chiêu cuối là đều có mạng hết. Này xuống bắt luôn Zuka này. Zuka với Omen. Mỗi tuần nó dọn lính xong rồi. Tốc độ farm bây giờ thì cũng bình thường thôi, chứ cũng chưa phải là hẳn là thời điểm late game đâu. Late game thì các bạn nhìn thấy qua lượng tốc đánh của mình lẫn cả cái lượng sát thương bắn ra nó rất là thốn. Và thời điểm này vẫn chưa phải là thời điểm late game nhá. Cứ đi chung thôi, tập hợp đi chung với nhau nhá. Nhưng vấn đề chính bây giờ rất khó để ép được trụ đường giữa. Căn bản là team bạn dọn lính rất nhanh. Để mà lấy được trụ bây giờ thì mình cần phán được cái con Caesar cơ. Mình sẽ hỗ trợ cho Omen ăn cái con Caesar. Ơ nhưng lại đánh nhau rồi à? Ơ từ từ, chờ mình. Đây rồi, Mina đây rồi. Châu á man, châu thì bắn lâu cũng tốn. Và Mina bốc hơi, xử lý Hayate. Mình có mạng đầu tư tốc biến lên bắn luôn cả Vera. Ui Vera có xíu máu tôi giết nổi các bạn ạ. Mình thì không dám chơi sâu. Vừa xong mình băng trụ thì trụ nó bắn thốn nhưng mà thôi, mình không dám băng trụ. Ơ, giờ gấu béo Zuka này. Hello gấu, dồn nam vào gấu. Gấu bốc hơi tiếp. Hiện tại team bạn mất 3 người rồi. Đây sẽ là cơ hội để team mình ăn cái con Caesar và không có sự can thiệp của team bạn. Đấy, chúng ta ăn Caesar tầm này là hợp lý này. Kéo dài trận đấu này về late game cũng hơi bị khó chơi đấy. Căn bản là Ngộ Không late game, Hayate late game, Vera cũng late game. Team bạn pick lắm vì tướng late game quá. Cướp luôn bùa xanh. Tầm này team bạn không có khả năng để thủ nhà nữa rồi. Có cả Caesar như thế này chờ lính lên thôi. Sau đó team mình sẽ ép thẳng vào nhá. Đấy, không có ai dám ra thủ luôn. Team bạn bất lực hoàn toàn rồi. Giờ lính tràn vào thôi. Mình cần một người vào mở combat trước. Chứ còn bản thân của mình thì cứ lấy trụ đá, cứ lấy trụ. Kệ Ngộ Không, team bạn đang đẩy đường giữa. Ok, có trụ. Đâm thẳng xuyên thủng luôn ấy chứ. Tầm này kết thúc trận đấu luôn ấy chứ. Không ai thủ nhà. Tôi phải... Oh, Hayate này. Bắt luôn vào Hayate phát. Bốc hơi. 8 mạng rồi. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá xem clip của mình. Team bạn không kịp về thủ nhà luôn. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Bye bye mọi người. Bye bye.